không? Ok. Wow. Đây nấu tắm rồi. Rồi xong thằng ơi, nhỏ còn mặt nó bừng nguyên cái mầm đó kìa. Trước đi nãy kêu đưa cho vô ngồi đi, vô ngồi ghế đi. Thank you.
rồi mình sẽ thấy mình tiến hành luôn ha chú. Rồi đó. Việt Nam của chúng ta là phân tục chung và phần nghi lễ thì mỗi nơi mỗi tôn giáo đều có phần khác biệt nhau. Chính vì lẽ đó mà trong khi làm phận sự nếu có điều chi sơ xuất, kính xin hội đồng lĩnh tập niệm tình bỏ qua cho. Và có phần nào chưa đủ chưa phù hợp, kính xin đại diện nhà gái kề tay đóng góp. Tôi thật sự biết ơn và vô cùng cảm kích. Kính thưa hội đồng lĩnh tập, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm Quý Mão, năm hôm trình lễ thân nín. Hôm nay năm hôm có mang ra một khay gì? Và 6 văn phẩm vật gồm có trà, rượu, bánh, trái cây. Trước cúng gia tiên sau mời hai họ dùng lễ thảo và lễ tập vô làm nhận lễ. Rồi nhận lễ thì mấy cái mâm quả mình có đưa lên mình thờ cúng hoặc là trời vô. Cái gì hết anh ạ?